chân thon dài chắc hẳn là mơ ước của biết bao chị em, mà đôi khi cũng là mong muốn của nhiều đấng nam nhi nữa đấy. Trong video này của Làm Sao Để Cao, chúng ta hãy cùng khám phá 5 bài tập cực kỳ đơn giản giúp bạn có đôi chân dài, thon gọn và hoàn toàn có thể tập luyện tại nhà. Những bài tập này cũng có tác dụng tăng chiều cao vượt trội, cùng đón xem nhé! Bài tập đơn giản đầu tiên có tên Tư thế chiến binh. Bạn thực hiện theo các bước sau đây. Bắt đầu ở tư thế đứng thẳng, bạn lấy chân phải làm trụ, lùi chân trái ra sau sao cho tạo góc vuông với chân phải. Tiếp theo, giơ cao hai cánh tay và giữ thẳng, đồng thời rướn người về phía trước để tạo lực kéo giãn chân. Giữ tư thế trong khoảng 5 giây rồi đưa chân trái về vị trí ban đầu, hạ hai tay đặt dọc thân người. Lặp lại động tác với chân còn lại, thay đổi chân liên tục để thực hiện từ 10 tới 20 lần ở mỗi bên chân. Bài tập thứ hai, tư thế tam giác. Bài tập này sẽ giúp bạn vươn dài toàn thân. Hãy bắt đầu bằng tư thế đứng thẳng, mở rộng khoảng cách hai chân. Xoay người về bên phải, bàn chân phải xoay sang bên phải một góc 90 độ, vuông góc với hướng bàn chân trái. Tiếp theo, hãy xoay hông từ từ, hạ người về phía bên phải, dang hai tay sao cho đầu ngón tay phải chạm bàn chân phải, tay còn lại lúc này đang giơ cao lên trời, tạo một đường thẳng với tay phải. Giữ tư thế này trong khoảng 5-10 nhịp thở sau, sau đó đưa về tư thế chuẩn bị và đổi bên tay chân. Mỗi buổi tập như vậy, bạn có thể thực hiện từ 7-10 lần với mỗi bên tay chân để đạt hiệu quả kéo dài chân. Tiếp theo, mời bạn tập đá chân để vươn dài đôi chân. Bài tập này cũng là một cách khởi động hiệu quả trước khi tham gia các hoạt động thể chất khác đấy. Hãy bắt đầu với tư thế đứng thẳng người, hai chân mở rộng bằng vai, tay để dọc thân người thoải mái. Bước nhẹ chân trái lên phía trước, gập nhẹ đầu gối chân trái để tạo sự cân bằng. Tiếp theo, nhún nhẹ đầu gối chân phải để lấy đà, hai tay co lại đặt dọc bên ngực. Dùng sức đá chân phải về phía trước, liên tục trong khoảng 10 lần rồi đổi chân. Thực hiện từ 10-20 lần cho mỗi bên chân để kích thích sự thon gọn và kéo dài đôi chân nhé. Sau khi đã quen với việc tập luyện, bạn có thể nâng cao độ khó bài tập. Điển hình là tư thế chim bồ câu được thực hiện qua những bước sau đây. Chuẩn bị ở tư thế nằm sấp, bạn chống thẳng hai tay xuống sàn và dần dần nâng phần người lên cao. Tiếp theo, đưa đầu gối chân phải về phía trước, đồng thời duỗi thẳng chân trái về phía sau. Hãy mở rộng hông hết cỡ, ưỡn ngực và ngước đầu lên hết mức có thể. Hít thở sâu, giữ tư thế trong khoảng 3 phút, sau đó thả lỏng hông, bụng và đưa cơ thể về trạng thái bình thường. Bạn có thể thực hiện động tác này khoảng 3-5 lần trong mỗi buổi tập. Bài tập cuối cùng được chia sẻ trong video hôm nay rất đơn giản, nhưng lại giúp giải phóng cơ xương cực kỳ hiệu quả, đó chính là bài tập bật nhảy tại chỗ. Cùng Làm Sao Để Cao thực hiện bài tập này nhé! Hãy bắt đầu với tư thế đứng thẳng người, khoảng cách của hai chân rộng bằng vai. Tiếp theo, hơi khuỵu gối, trong khi lưng sẽ giữ thẳng, hai tay chắp trước ngực. Nhún người rồi bật cao hết mức có thể, hai tay khi này duỗi dọc theo thân người hoặc giơ thẳng lên đầu, chân duỗi thẳng. Thực hiện từ 20-30 lần bật nhảy trong mỗi buổi tập để giảm mỡ thừa, kéo dài chân và giải phóng các cơ trong cơ thể. Tập luyện đơn giản tại nhà với các bài tập kéo giãn giúp đôi chân dễ dàng được cải thiện. Săn chắc cơ, giảm mỡ thừa, thon gọn và kéo dài chân là những tác dụng nổi bật mà bạn có thể nhận được khi thực hiện 5 bài tập này. Đừng quên thường xuyên tập luyện, kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao hiệu suất vận động, sớm cải thiện vóc dáng nhé. Để theo dõi những video mới nhất của Làm Sao Để Cao, hãy like và subscribe kênh ngay.